Chiều ngày 15 tháng 1 tại sân Phú Thọ, Tuấn Anh và Hồng Duy đã không có mặt để tập luyện cùng đồng đội. Theo ban huấn luyện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, cả hai tiền vệ này sẽ không thể góp mặt trong trận mở màn V-League, trận đấu mà đội bóng phố núi đối đầu với câu lạc bộ Sài Gòn cùng vì lý do sức khỏe. Trong khi Tuấn Anh gặp chấn thương nhẹ ở chân thì Hồng Duy gặp vấn đề viêm ruột. Bên cạnh đó, Đông Triều cũng gặp chấn thương nên không thể đến thành phố Hồ Chí Minh cùng đội. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisak được kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích tại mùa giải 2021. Với việc vắng mặt hai trụ cột quan trọng như Tuấn Anh và Hồng Duy, huấn luyện viên người Thái chắc chắn phải có sự tính toán kỹ lưỡng trong trận làm khách trên sân Thống Nhất vào tối ngày 17 tháng 1. Huấn luyện viên Kiatisak đang có trong tay những gương mặt chất lượng như Văn Toàn, Công Phượng hay các ngoại binh Memovic, Kim Dong Su và Grand Dao. Các tân binh chất lượng như Hữu Tuấn, Văn Việt cũng một phần nào đó giúp hàng phòng thủ kiên cố hơn. Trận đấu giữa câu lạc bộ Sài Gòn và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra vào lúc 19h15 phút ngày 17 tháng 1 trên sân vận động Thống Nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.